nhờ bà con cô bác giúp đỡ cho em một lần. Dạ cảm ơn chị. Dạ cảm ơn cô. Cô bác ơi giúp đỡ cho em một đồng sống qua ngày, đời em không may. Cảm ơn anh. Cô bác giúp đỡ cho. Sao lại vắng dữ vậy? Hết người rồi hả? Chuyến xe đò đã chuyển bánh từ lâu, tôi vẫn miên man thương một cuộc đời tâm tôi. Thành phố thanh tang muôn đường vàng lối, biết đêm này em sẽ về đâu. Dạ. Ê số. Dạ. Có số đẹp đem tới coi mày. Dạ có liền. Dạ em mời anh mua vé số. Em còn có nhiêu đây nè, anh mua giúp giùm em. Anh ơi, nếu mà anh ăn chưa xong bữa thì anh cứ ăn cho xong bữa đi rồi hãy lựa số anh. Ừ, còn nếu mà anh muốn giúp vui trong bữa ăn thì em sẽ kiếm một cái bài nào đó để cho anh ăn cho ngon miệng ha. Được không? Bán cái số lịch sự á hả ơi. Dạ. Mà mới ăn xong á. Dạ. Hát thì nghe tiêu cơm nha mày. Nhưng em không phải là mỹ nương si tình yêu tiên sao. Sao tim anh quá thành chén ngọc in bóng chàng trường ôm khối tương tư trên sông nước đa tình. Đừng nhỏ lệ thương đau mỹ nương ơi, làm dở khối tuyệt tình. Anh yêu em không bồng bềnh trên sông nước, mà có điệu lý qua cầu nối nhịp tim ta. Đừng hỏi vì sao anh không hát bản tình ca, dẫu trái tim anh vốn là kẻ đa tình. Anh không muốn mình là một trương chi, bỏ lại dòng sông mênh mông nỗi nhớ. Bà mẹ nó hát tao bán vé số mà bán hát ngày nhất nách này. Ờ, còn số ai? À, gần tới giờ sổ rồi anh, mà em còn có mấy tấm mà. Anh mua hết giùm em đi anh, mua nhiều trúng nhiều á. Phải không đó ông nội? Dạ, mấy câu này tôi nghe quen lắm nha ông. Dạ anh ơi. Nói có mấy tấm xong tới hồi rút ra một cọc đi á. Dạ cái này em nói thiệt mà anh không tin em sao. À, ngoại em lúc còn sống á, lúc nào cũng nhắc em hết trơn á. Mình ăn á thì hết, mà người ta ăn á thì còn. Những kẻ mà tham lam á rồi cũng không có ôm cái đồng tiền mà qua bên kia thế giới đâu con à. Cháu nhỏ này nói vậy mà nói giỏi ha, thằng hoài nói hoài nó cũng như nước đổ đầu vịt. Dạ có cả bà đi với anh hoài đây nữa hả bà. Dạ con chào bà. Bà ơi sẵn bà đi với anh đi cho con hỏi thăm một chuyện nghe bà, được không bà? Đầu dẹp đi bà, ta đi ăn chứ đâu có ngồi đứng đây mà tâm sự với mày. Mày kể chuyện đời rồi chứ biết chừng nào mới ăn cho xong.
Thôi kệ nó đây, cứ để cho chú nó nói đây, không có sao đâu. Để ta tâm sự với chú nhỏ này một chút, nói đi con. Dạ, phải chi mà ông ngoại còn sống á, thì con đâu dám làm phiền tới bà, đúng không bà? Muốn nói gì nói đây. Dạ, con tên Phước, nhưng mà má con á thì thích đặt con tên khác. Má con nói vậy nè: má có người anh tên Đức, nhưng không may á mất sớm, rồi má thích đặt con tên Đức hơn, nhưng mà ba con á không có chịu, sợ xui. Nghe cái tên mày là chảnh hơn tên tao rồi, nghe tên mày là giàu quá rồi còn gì nữa. Dạ đâu có anh. Người ta nói ở có đức mặc sức ăn, đúng không? Dạ. Có phúc có phước là ngước lên trời, tha hồ mà hưởng. Ý mà anh Hoài ơi, anh nói giọng giống Hoài Linh lắm. Em thần tượng Hoài Linh dữ lắm anh Hoài. Em mà ước gì em được gặp Hoài Linh lần thôi đặng em nhìn. Ý mà em đâu thấy đường đâu nhìn anh. Không có dính dáng gì tới Hoài Linh đâu ông ơi. Dạ tại em nghe cái tiếng anh giống ảnh lắm, em thần tượng ảnh dữ lắm luôn á. Ờ mà anh ơi, để em kể tiếp cho anh nghe nè. Nhà em hồi đó cũng ở bên cạnh sông Hoài á. Người ta nói sông Hoài á là sông nhớ. Vậy là má anh muốn á là cả nhà phải nhớ anh Hoài luôn á, nếu mà anh sống xa gia đình đó. Phải mô. Tại vì má anh muốn cho thằng Kiếm Tiên ra hoài hoài rồi chứ. Ủa trời ơi, có cả bà cô xứ Quế của anh đi nữa hả? Trời ơi, anh biết không, hồi cái đợt mà ba em đi xa nhà đó, trong mấy người mà đem mì tôm ra cho nhà em với mấy nhà khác đó, có cái cô kia kìa, cô nói tiếng Quế líu lo như là chim hót vậy đó. Đem mì tôm ra làm gì? Dạ cứu trợ. Ủa sao ngộ mắc mớ thì ba mày đi cứu trợ? Dạ. Chắc ổng theo vợ nhỏ phải không, đúng không? Dạ không có đâu, ba em tốt dữ lắm. Có lần em nghe tụi bạn em nó nói với ba em á với ba mấy đứa nó đó là đi theo cái bà thủy nào đó, cái anh biết sao không, tụi nó bị má tụi nó quýnh quá chừng luôn, cấm nó không có cho phép nói giỡn như vậy. Vậy là chắc ba mày đi theo con thủy bán bia ôm phải không, rồi bỏ mấy bà vợ quê mùa ở nhà phải không? Ê dạ đâu có, anh đừng nói như vậy. Ba em với mấy ổng á đi đánh cá, nhưng mà bữa đó bão lớn quá à, tới mấy chiếc thuyền lớn về cũng không được nữa. Thôi mày bán với số thì đâu phải mày kể chuyện đời tư đâu. Thôi về đi, để tao lựa cho. Đưa cho thằng Phước con lừa đi, nhiều khi lừa hên hơn mày. Dạ em lựa cho nhiều người trúng rồi đó anh. Phải không đó ông? Dạ. Rồi mà em rằng. Dạ từ hồi ba em á đi theo hay là không theo bà thủy nào đó, cái cứ chiều chiều á má em hay ra đồi cát á chờ ba em về. Vậy là má của con muốn làm hoàng giọng phu tân thời á? Dạ con cũng tin theo má là ba chưa có chết, nhưng mà chờ hoài à, mà không phải là nhà con đâu, ba của mấy đứa bạn con cũng không có người nào về hết á. Thôi mẹ ơi, mua vé số rồi mới mua, cái mày kể toàn chuyện buồn không, làm sao chịu trúng được. Thì giờ có lựa không nói? Thì tại có người hỏi thì em mới trả lời chứ, mà giờ anh có mua không, lựa đi. Việc là mi chọc dần em hẳn rồi tê, chứ hẳn dần là không lừa luôn, tao mi tự lừa đi. Rồi rắn nữa em. Đó, thấy không, nói năng dễ nghe nè, như cô Quế vậy em kể cho nghe. Cái cô biết làm sao không? Ngoại con thấy má làm lụng vất vả quá đi, cho nên mới rầy má con. Má thằng Phước nghe không, mày bớt thức khuya lại đi, chứ mà làm ngày làm đêm vậy đó, rồi không khéo nằm xuống á, ai lo cho con tụi bay? Tôi nghĩ bà này bước thêm mấy bước nữa quá. Trời ơi, một ngày má em hả, bước tới cả mấy ngàn bước luôn á, chứ đâu phải một bước. Ý là đó là em mới đếm là đi thôi á, còn chạy nữa kìa. Không phải, ý thằng Hoài á, nó nói á, bước thêm bước nữa là má của con á lấy chồng. Dạ, cũng có người định nhảy vô làm ba con, nhưng mà má con không có chịu. Ông ơi, ông nói tử tế quá, con chào ông. Ông nói chuyện y như là cô Quế kia kìa. Ờ, ông có mua vé số không ông? Mà thôi đi, để con tặng cho ông một tấm hen.
Mà ông ơi, con có nhiều chuyện không có biết lắm. Ông giải thích giùm con nghe không? Thôi dẹp đi mày. Mày rảnh quá. Bộ tao không bộ đủ sức mua vé số cho mày á. Mày đem mày đi tặng. Trời ơi, em không phải nói vậy đâu. Nói vậy tội nghiệp em mà. Anh biết sao không? Tại vì á, em quý ông á, cũng như là ông của em nè. Mà em thương cô Quế của anh á, cũng giống như là má của em vậy đó. Ủa cho là tồi chứ tê. Rồi là thằng thương ốm muốn tăng về sổ cho ốm đó. Dạ. Không biết cô có thích hát không? Con hát cho cô nghe. Hát đi cho cô nghe một bài đi con. Dạ. Hát đi mày. Dạ từ từ. Con hát bài Tình Anh Bán Chiếu nghe cô. Ông có thích nghe không không? Mày bán chiếu bán giọng như mày bán đi mày ơi. Dạ. Dạ đi. Tôi vác đôi chiếu bông mà cõi lòng tan nát, bước chân đi như thể xác không hồn. Nước mắt tuôn rơi theo lá rụng trên đường, gió đông dục dù thổi mạnh, lạnh đất trời lạnh đến cả tâm can. Người ta đã có đôi rồi, chiếu chăng đâu ấm bằng người tình chung. Để mình vác cặp chiếu bông chờ đợi chi nữa, uống công đợi chờ. Trời ơi, thằng niên hạt răng mà ngọt ngào rồi bấy. Dạ ông ơi, bây giờ con có một cái xa quá à, mà con rờ không có tới. Ai biết được chỉ giùm con nghe. Con muốn rờ cái gì? Dạ trước hết là con chỉ cần biết một cái thôi. Ai biết được mặt trăng tả giùm con cảm ơn. Mệt mày quá. Mặt trăng nó tròn như cái bánh tráng vậy đó. Bánh tráng. À nhớ rồi. Hôm bữa trước á, em có rờ cái bánh tráng nè. Nó nhám nhám mà chỗ cao chỗ thấp. Vậy là mặt trăng nó giống như vậy phải không? Trời ơi tao hoài ơi. Mày tìm cái khác đi. Mày nói cái bánh tráng à, nó có nhiều cái à, hình vuông nữa đó. Vuông, con biết vuông rồi nè. Hôm bữa trước á, con trúng cái cạnh bàn vậy nè. Cái má con mới nói mấy cái hình vuông á với hình chữ nhật á, nó có mấy cái góc nhọn nhọn vậy nè. Con á, cẩn thận, không thôi á là bị đâm nè, đau nè. Không phải mô mặt đăng hằng tròn như ri nè. Ôi ôi, tay cô đẹp quá cô ơi. Mặt trăng hằng tròn như là cái tô rồi á. Dạ. Biết cái tô không? Dạ biết cái tô. Ừ. Dạ. Mặt trăng màu gì á cô? Nó có cái màu vàng. À, màu vàng giống như là Vàng. Màu vàng là màu sao? Mệt mày quá. Thì từ từ ta nói cho. Màu vàng nó giống như trái thị nè. Dạ. À, rồi nó giống như cái trồng đỏ trứng gà. Rồi nó giống như trái bưởi. Rồi nó giống như cái bông mai. À vậy là em biết rồi. Mặt trăng nè, nó có mùi thơm như là trái thị vậy đó. Rồi béo béo như là trứng gà. Chua chua như là trái bưởi. À vậy là khi mà có mặt trăng là sắp Tết rồi phải không? Không. Vậy chứ mặt trăng nó làm sao? Mày mù hồi nào? Dạ ông ngoại nói á, hồi mới đẻ ra là mắt của con đã nhắm tịt lại rồi. Nhưng mà má con thì buồn lắm. Ngoại thì thấy sống được á là phước đức ông bà rồi. Mà mấy cái này mẹ con không dạy hay sao? Mà sao con không biết cái gì hết trơn hết trời vậy? Dạ con có hỏi má con. Nhiều lần con định hỏi á, thì má con ho dữ lắm. Má ho á, thì đến nỗi người ta chở vô nhà thương trị không có được. Cái má con đi theo ba con luôn. Rửa lúc nữa con mấy tuổi rồi. Rồi anh em làm cái chi mà sống? Dạ một tay ông ngoại á, lo cho tụi con hết à. Nhưng mà anh em tụi con á, cũng tập đi bán. Mà bán lén ông ngoại thôi,
chứ ông ngoại chỉ cho một mình anh con phụ bán thôi à. Thôi nè, tao lấy tờ nè. Thôi đi đi, mày tâm sự buồn quá. Từ hồi đi bán với anh tới giờ á, không có ai mà mua một tờ mà bắt tụi em hát hết trơn á. Mà hễ đã hát cho nghe đó thì người ta phải mua từ 2 tờ trở lên à. Ấy là thằng Hoài á, nó nói là con nói là thằng Hoài chơi gian đúng không? Dạ, má con có dặn á. Khôn ngoan á, giữa chốn ba bề, chớ cho ai lận, chớ đừng lận ai. Không, mày xạo không ơi? Má mày chết rồi nói là nào? Dạy mày là nào? Em có kể với anh là má em chết đâu. Má em chết làm sao không có đám ma, làm sao không cho em tới rờ xác má. Vậy chắc má mày bị ho lao á, nên người ta sợ mày bị lây, nên không có cho mày tới. Chứ mày kể như vậy á là má mày chết rồi đó. Dạ, ông ngoại á thì dặn vậy nè. Thế ngày nào đó nghe không, mấy cháu còn nhớ tới lời dạy sống tốt của ông ngoại nè, của ba má tụi cháu đó. Thì ngày đó ngoại với ba má tụi cháu đi đâu đó chưa có về, chứ không phải là chết đâu. Vậy rồi ông ngoại mày đi xa kiểu nào? Dạ em cũng không biết nữa. Bữa đó ngoại giận lắm, ngoại nói đi tìm Tư Búa, rồi cái ngoại đi luôn à, không thấy về. Ê mà Tư Búa là ai vậy? Dạ má em dặn kể gì cũng phải có đầu có đuôi. Mệt quá mày mà kể có đầu có đuôi chừng nào mới hết. Vì kể tắt đi, tao chỉ biết quan trọng là Tư Búa là ai thôi. Anh đừng có nóng ruột, từ từ em kể cho anh nghe nè. Anh của em á, ông cho anh đi bán ế quá à. Anh mới lén lén á, về dẫn em đi, để mà cho người ta thấy người ta thương á, tao mua cho nhiều. Thì từ đó đó em mới biết hát, rồi em mới xin phép ông ngoại nè, cho qua nhà bên hàng xóm á, nghe ra vô ké đó, nghe đó rồi em nghe người ta hát rồi em bắt chước. Cái có một bữa đó em đi hát, thì đang hát á, em nghe gì xôn xao nói Tư Búa gì đó. Tới chừng hát xong rờ lại không thấy anh đâu hết á. Cái người ta nói với em vậy nè, à thôi mày đi về đi, cái tụi Tư Búa đó nó bắt anh mày đi mất rồi. Nghe không? Mà băng đảng của Tư Búa đó chuyên gia là bẻ tay bẻ chân này hen, rồi nhiễu xương rồng rồng vô mắt của mấy người lành lặn á, rồi bắt nó đi ăn mày ăn xin kiếm tiền cho tụi đó đó. Cái em về em mét với ngoại, ngoại giận lắm, ngoại nói con cứ ở nhà đi, ngoại sẽ đi tìm anh con về cho con. Thôi nè 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 nè, trả tiền nè. Thôi đi đi, mày nói chuyện mày bị quá tao ghét. Đi đi, trả tiền á. Em trả tiền lại anh nè, đưa tờ giấy số đó lại cho em đi. Má em có dặn á, đói thì cặp đất mà ăn, chứ không có bị đặt thêm mắm dặm muối chuyện này chuyện nọ để mà lợi cho mình mà hại cho người đâu. Biết rồi mẹ ơi. Hoài chứ anh nói em giận quá mà. Đừng có nóng. Ý là tao nghe chuyện mày tao cũng buồn buồn, tao muốn cho mày đi cho rồi đi. Kể chuyện nghe buồn gần chết à. Thì tại em chuyện buồn không chứ có gì đâu vui anh. Nên mà nè, không phải tao nhiều chuyện nha. Dạ. Rồi tao hỏi nè. Dạ. Rồi anh em mày á có gặp tìm gặp lại nhau lần nào chưa? Dạ đâu có tìm gặp đâu. Có một lần á em đi bán vé số á, nghe người ta nói vậy nè, người ta nói có một cái anh mù nào đó giống y như là em vậy đó, cái đi đâu cũng hỏi có ai thấy em phước của tôi đâu không. Nó bị mù từ hồi mới đẻ, còn tôi thì mới mù đây. Em đi đâu em cũng hỏi hết trơn á, có ai thấy anh thiện của em ở đâu không. Ảnh thì mới mù đây ý, mà em phải nói là từ hồi lạc nhau tới giờ á mấy năm rồi chứ không phải mới đây. Đó, đó tao đi tao cũng có gặp một thằng nó hát cũng giống mày vậy đó. Đâu nó hát làm sao anh nói em nghe coi. Nó hát cái gì mà tôi dắt đôi chiếu bông từ dưới ghe lên xóm rầy,
chiếc áo nhuộm bùn nó lấm tấm giọt mồ hôi. Đúng rồi đó anh ơi, đúng rồi đó. Anh của em đó, anh của em đó anh ơi. Nếu mà anh có gặp anh của em á thì có dịp nhắn lại đây cho hai anh em gặp nha. Lâu quá không có gặp mặt luôn á anh ơi. Lần sau nếu anh mà có gặp á, anh sẽ hẹn tới đây cho em. Dạ. Em cảm ơn anh, cảm ơn cả nhà, cảm ơn ông, cảm ơn bà, cả cô Quế, anh Hoài nữa. Ai cũng tốt với em hết á. Nếu mà có gặp mặt, anh của em giúp đỡ cho em. Em chúc cho cả nhà có một đêm vui vẻ, ngủ ngon, nằm mơ, thấy mộng đẹp và vui. Phước, anh xin lỗi mày. Nãy giờ anh gạt mày đó, chứ không có ai đi với anh hết. Anh Hoài, anh Hoài ơi, vé số này để anh mua hết cho. Thôi, anh thương em thì anh mua một tờ thôi, không mấy hai tờ cũng được nữa. Thôi được rồi, để anh mua hết cho. Về nghỉ ngơi đi, rồi sáng mai đi bán tiếp. Em cảm ơn anh, anh mua hết cho em thì cũng được. Em biết những người tốt như anh á, tại nãy giờ anh chỉ chọc em thôi, em biết như vậy rồi. Em cầu mong cho anh được trúng số nè, làm ăn phát tài để lo cho gia đình, lo cho tương lai của anh. Cũng như em cũng ráng em cầu cho em trúng số để lo cho tương lai sau này của tụi em, những người bị khuyết tật như em. Thôi, được rồi. Thôi anh em mình về. Dạ, anh em mình dạ. Về. Anh đưa mày về ha. Dạ. Ừ, thôi đi. Về. Em cảm ơn. Alo, cái gì vậy? Được rồi, mai anh gửi tiền về cho. Tao nghe đồn mà mày đánh bài đánh bạc dữ lắm phải không mày? Thôi nha mày, mày tưởng tao vô đây sướng lắm hả? Mày tưởng tao vô đây hốt tiền hả? Tao mà nghe lần nữa tao cúp luôn á, tao không gửi tiền về đâu nha mày. Anh mày khổ lắm đó. Vậy nha. Ừ, bye bye. Alo, à Quý à? Ừ, anh Hai tính điện mày á. Tối nay sinh nhật anh Hai, ghé chơi nha mày. Ừ, rồi anh Hai làm việc nha. Ừ.